Đồ Gỗ Đức Hiền kính chào quý vị. Lúc này đang là buổi chiều ngày 22 tháng 8 năm 2018. Và clip này chúng tôi trân trọng giới thiệu một lúc là 8 chiếc tủ áo bằng gỗ trắc Nam Phi. Thì trong đó có 4 chiếc là 4 buồng, tức là 3 buồng 4 cánh và 4 chiếc là 3 buồng. Hôm đó đo cái chiếc 4 cánh là dài 2 mét mấy nhỉ? 2 mét 2 mấy nhỉ? 2 mét 27. Chỗ phủ bì là 2 mét 27. Thế còn cái ba cánh là bao nhiêu đây? Ba cánh đo đi xem nào, phủ bì bao nhiêu? Báo khách kìa. 9. Thường là làm từ 1m8 đến 1m9. Chú đo lại cho nó cẩn thận này. Thưa quý vị, đây là chiếc ba buồng 4 cánh. Mẫu vắt lá là mẫu đẹp nhất chúng tôi hiện nay. Và hiện nay cái mẫu này đang có 9 chiếc tủ bằng gỗ mun. Gỗ mun Lào rất xịn luôn. Còn đây là hàng gỗ trắc Nam Phi. Và cái này tôi cũng báo giá luôn, là đợt trước chúng tôi làm cái hồi là phải chấp đôi, nhưng mà vẫn là giá 120, mà lần này là hồi liền vẫn 120. Lần này gỗ đều hơn, với lý do là lần này chúng tôi mua một lúc là cả công gỗ. Lúc trước là mua lẻ, còn lần này là để đảm bảo cái giá thành nó hàng cao cấp mà vẫn giá êm, là chúng tôi phải bỏ ra cái lượng vốn rất nhiều, phải mua một lúc cả một công gỗ luôn thì mới dựng được nhiều hàng một lúc như thế này. Đây là gỗ chắc từ Nam Phi, nhập khẩu từ Nam Phi. Và gỗ thì vô cùng lì và nặng và mịn, vân lại đẹp nữa. Đây, cái này lên nó chưa thể hiện đúng cái màu của nó. Màu thật của nó là nó đậm hơn. Màu đây là dưới cái ánh đèn này, quý vị nhìn thấy này. Những cái đèn compact này nó quá sáng luôn. Nó làm cho, đây bây giờ tôi phải mang cái này ra một cái chỗ góc tự nhiên để quý vị nhìn thấy cái màu thật của nó. Đây tôi đang đi ra ánh sáng tự nhiên đây. Đây quý vị nhìn thấy màu thật của gỗ đây. Đấy, màu thật, đấy. Màu thật của cây gỗ nó hồng hồng cái này. Nó đấy. Đây mới là đúng màu thật của cây gỗ đây. Trong đó nếu mà ánh sáng mà cực mạnh ra nó sáng trắng cái này. Đấy chú phải không? Đây là một cái miếng gỗ. Và nặng thì vô cùng, chưa có loại gỗ nào nặng hơn cái gỗ chắc này. Hiện nay chúng tôi là đang có làm trường kỷ. Trong cửa hàng đang có độ 6 bộ trường kỷ. Và có cả giường nữa. Và có tủ áo. Tủ áo thì 4 chiếc là 4 cánh và 4 chiếc là 3 cánh. À, chú vừa đo bao nhiêu đây? 1m88, coi như là 1m9. Như vậy là tủ áo 3 buồng, 3 buồng 3 cánh thì sẽ là giá lên giá thành là 100 triệu ở tại xưởng. Còn cái loại 4 cánh là 120 triệu. Và là tất cả đây là gỗ chắc 100%, kể cả từ ván đáy, ván hậu, ván nóc. Đây, tôi mở ra bên trong, quý vị nhìn bên trong đẹp đúng như bên ngoài, không khác một tí nào. Hàng vô cùng sạch sẽ luôn. Rồi khi nào mà xong xuôi lắp lên, chúng tôi dự kiến cái hàng này sẽ là đánh chi và sờ là trơn tuột đi luôn. Giống như năm ngoái là chúng tôi có 2 chiếc, còn một chiếc chuyển vào Hồ Chí Minh và một chiếc là chuyển đi Hà Nội. Đều là giá thành là 120 triệu một chiếc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và xin quý vị liên lạc với chúng tôi theo cái số điện thoại trên màn hình. Quý vị thông cảm là làm mộc trên cái số điện thoại nó cũng mộc mạc như thế này thôi. Xin tạm biệt quý vị. Như vậy là trong vòng một tháng nữa là 8 chiếc này sẽ là lên thành phẩm xong xuôi để kê trong tại cửa hàng. Tại vì từ lúc mộc này mà đến lúc hoàn thiện để mà đánh chi xong thì nó cũng rất là lâu. Như đây trước mắt đây, phần mộc đây là đẹp long lanh không tì vết đây. Quý vị nhìn này. Xin tạm biệt quý vị.